Thua ngứa mặt trước U22 Indonesia, Thái Lan vẫn tuyên bố sẽ thắng tất cả các trận đấu còn lại tại SEA Games năm nay. Tiền vệ Anon Amos Ladisak cho rằng anh cùng các đồng đội ở đội tuyển U22 Thái Lan sẽ thắng hết tất cả các trận đấu còn lại của vòng bảng SEA Games để lấy tấm vé đi tiếp tại SEA Games năm nay. Tiền vệ Anon Amos Ladisak nói sau thất bại của đội tuyển U22 Thái Lan như sau: "Trận đấu gặp Indonesia là rất khó khăn và chúng tôi đã không thể có được kết quả như mình mong muốn. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu đến từ rất sớm, chỉ trong 5 phút đầu tiên. Do đó mà chúng tôi sẽ phải tập trung hơn nữa ở những trận đấu tiếp theo." Tomlinson dẫn lời Amon Ladisak nói: "Chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước và nếu muốn vô địch SEA Games năm nay thì Thái Lan sẽ phải thắng tất cả các trận đấu còn lại." Tomlinson cũng đề cập đến quyết định dùng người của ông Nishino khi một tiền vệ tài năng như Supachok lại không được ra sân thi đấu trong một trận đấu quan trọng trước Indonesia. Trong một trận đấu đầy khó khăn với một đối thủ lớn như Indonesia, thì ông Akira Nishino lại đưa Supachok Sarachat lên băng ghế dự bị. Ông cũng không sử dụng cả Voracek. Thay vào đó thì các cầu thủ tấn công được ông dùng là Supachai Sades, Supanes Mayonta và Jaroslav Warawong. The South Block viết sau trận thua của U22 Thái Lan trước Indonesia: "Sau khi U22 Thái Lan bị dẫn bàn, thì ông Akira Nishino đã tung cầu hộc cho cưng vào sân, nhưng anh chưa kịp bắt nhịp để thể hiện được nhiều trong trận đấu." Tờ SMN Sports thì nói về diễn biến của trận đấu như sau: "Các cổ động viên Thái Lan đã nhận được cú sốc từ rất sớm khi Indonesia nhanh chóng ghi bàn để dẫn trước. U22 Thái Lan sau đó cầm bóng nhiều hơn nhưng chẳng thể làm được điều gì." Lý giải cho thất bại của đội nhà thì ông Akira Nishino cho hay các học trò của ông đang không ở thể trạng tốt nhất cũng như thể lực và phong độ. "Các cầu thủ của tôi đã quá mệt mỏi, không ở thể trạng tốt nhất. Chúng tôi phải kiểm tra lại tình hình, tình trạng của họ rồi mới tính đến trận đấu tiếp theo", nhà cầm quân người Nhật Bản nói sau trận đấu. Ông Akira Nishino cũng không phục khi Thái Lan thua Indonesia. Ông Akira Nishino cho rằng Thái Lan thua Indonesia là do mặt sân quá xấu ảnh hưởng tới lối chơi của toàn đội. Ở buổi họp báo sau trận đấu thì ông Akira Nishino cho rằng việc đội tuyển Thái Lan chơi không tốt là do mặt sân quá xấu. "Việc thua 0-2 rõ ràng là không dễ chịu một chút nào. Indonesia hôm nay đã chơi rất hay, tận dụng được cơ hội và ghi bàn. Còn chúng tôi thì không. Một phần vì cách chơi của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi mặt sân, nhưng chúng tôi sẽ phải thích nghi với điều này", vị huấn luyện viên người Nhật Bản nhấn mạnh. Bên cạnh đó thì nhà cầm quân người Nhật Bản cũng nhìn nhận việc không có cầu thủ trên 22 tuổi đã khiến U22 Thái Lan gặp khó khăn. Dẫu vậy, ông khẳng định vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Đánh giá về hành trình phía trước thì ông Nishino đã tránh nói về cơ hội của đội tuyển Thái Lan. Thay vào đó, ông cho biết sẽ sắp xếp lại và đánh giá lại nhân sự ở những trận đấu tiếp theo. Trong khi đó thì huấn luyện viên Ingrid Sofri của đội tuyển U22 Indonesia đã khẳng định đội bóng dưới quyền của ông đã giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng và mọi thứ đều nằm trong tính toán của ông. Bàn thắng mở tỷ số đến từ pha dàn xếp đá phạt đúng như bài tập trước đó của toàn đội. Bàn thắng này đã giúp cho toàn đội dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự phản công đúng như ý định. Và bàn thắng thứ hai đến từ một pha phản công trong thế trận mà chúng tôi hoàn toàn chủ động. "Tôi hài lòng với kết quả này", ông Ingrid Sofri nhấn mạnh. Còn cổ động viên của những chú vô chiến thì cũng không thể giấu được sự thất vọng khi đội nhà thua 0-2 trước Indonesia. Trên trang mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Thái Lan FPT đăng tải kết quả thua 0-2 trước U22 Indonesia ở trận ra quân của SEA Games năm nay thì lập tức nhận được phản ứng dữ dội của người hâm mộ. Phần lớn đều chỉ trích dữ dội đội nhà và so sánh với đối thủ lớn nhất là U22 Việt Nam. "Đã thế này thì thắng Lào còn không nổi, đừng nói chi là thắng Việt Nam. Tôi muốn nói với cả thế giới rằng Thái Lan chỉ biết thua thôi. Từ Việt Nam, Campuchia và giờ là đến Indonesia. Thật sự quá thất vọng", cổ động viên có tên là Nausman ngán ngẩm nói. "Việt Nam đang đứng đầu, Indonesia đứng thứ hai. Còn Thái Lan sẽ về nước sớm thôi", cổ động viên có tên là Subrachon đã nhấn mạnh. "Tôi không thể chịu đựng được nữa. U22 Thái Lan này quá tệ và sẽ chẳng đi đến đâu. Quá chán nản rồi", cổ động viên Chiris quả quyết. "U22 Indonesia đã chơi tốt hơn, chúng ta phải chấp nhận điều này", cổ động viên Jai Shanman nói. Chỉ một suất, cổ động viên Thái Lan bày tỏ sự ủng hộ đội nhà với niềm tin vào ông Akira Nishino. "Cố lên, chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào ông Akira Nishino", cổ động viên có tên là Nabondon Darahia đã khẳng định.
Sự bạc nhược của các cầu thủ U22 Thái Lan lẫn huấn viên Akira Nishino là nguyên nhân khiến cho những chú vô chiến nhận thất bại gây sốc trước U22 Indonesia trong trận ra quân của SEA Games 30. Bàn thắng ấn định tỷ số vào phút thứ 86 có thể khiến nhiều cổ động viên lầm tưởng là U22 Indonesia và Thái Lan đã giằng co nhau trong phần lớn thời gian trước khi bàn kết liễu đến trong phút cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, thực tế đã ghi nhận đội tuyển U22 Indonesia đã đè bẹp Thái Lan trong cả 90 phút bằng sự tốc độ, cơ động lẫn nền tảng thể lực sung mãn của mình. Đội bóng đến từ xứ sở Vạn Đảo đã lên ép sân và chơi đôi công với U22 Thái Lan ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu và duy trì chúng trong suốt 90 phút. Và nếu như may mắn hơn trong những pha dứt điểm của mình thì U22 Thái Lan đã đè bẹp Thái Lan đến 4 hoặc 5 bàn thắng thay vì chỉ có 2 bàn. Đội tuyển U22 Thái Lan đã không có bất kỳ một phản ứng nào khi bị dồn ép và những chú vô chiến đã thi đấu rất hời hợt, hoàn toàn chịu trận trước thế trận áp đảo của U22 Indonesia tạo ra. Và ngay cả khi ngôi sao số 1 là Supachok Sarachat được tung vào sân ở đầu hiệp 2 thì đội tuyển U22 Thái Lan cũng chẳng thể làm được gì ngoài những nỗ lực đơn lẻ của các cá nhân. Sự rời rạc của đội tuyển U22 Thái Lan là hoàn toàn trái ngược với tính tập thể gắn kết của đội tuyển U22 Indonesia. Bất chấp việc đội tuyển Indonesia đang ngập lặng ở vòng loại của World Cup năm 2022 khu vực châu Á với vị trí bét bảng, thì đội tuyển U22 của họ đã cho thấy xứng đáng được trao niềm tin khi đảm bảo được áp lực liên tục lên phần sân của đối thủ. Không chỉ có sự gắn kết trong tập thể mà tính bùng nổ ở các pha cá nhân của đội tuyển U22 Indonesia cũng rất đáng gờm. Ở hai biên là nơi tập trung sức mạnh của đội tuyển U22 Indonesia với số 11 là Andika Fira liên tục làm khổ hàng phòng ngự Thái Lan với những pha xuống biên thần tốc bên cánh trái của mình. Ở bên cánh phải, số 14 là Baha Aswani thậm chí đã đi bóng đến gần 60m trước khi dứt điểm leo xà khung thành của U22 Thái Lan. Trong phòng họp báo sau trận đấu thì ông Akira Nishino đã thừa nhận U22 Thái Lan mệt mỏi. Đúng là những chú vô chiến không có đủ thể lực lẫn sự tự tin để chuẩn bị cho một cuộc tập kích đầy tốc độ và sức mạnh như thế trận của Indonesia. Song nếu nói về sự mệt mỏi thì các cầu thủ Indonesia mới đáng là những người được thông cảm nhiều hơn. Bởi Thái League có 16 đội và đã kết thúc từ cuối tháng 10, để Thái Lan có thể yên tâm chuẩn bị cầu thủ cho vòng loại World Cup năm 2022 và SEA Games 30. Còn giải vô địch quốc gia Indonesia có đến 18 đội ngang hàng với Bundesliga của Đức và mới kết thúc vào ngày 22 tháng 11 vừa qua. Thậm chí những cổ động viên của Đông Nam Á từng sốc khi thấy các cầu thủ Indonesia sau trận thua đội tuyển Việt Nam 1-3 trên sân nhà thì chỉ vài ngày sau họ đã phải xỏ giày để ra đá ở giải vô địch quốc gia. Ở Thái Lan thì điều này không xảy ra. Cụ thể thì đội tuyển Thái Lan sau khi hòa Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 trên sân nhà đã được nghỉ ngơi hơn một tuần trước khi Thái League quay trở lại. Khi nhìn vào những chênh lệch về thể lực và đẳng cấp ấy, để thấy U22 Indonesia đã thắng thuyết phục U22 Thái Lan ra sao và U22 Thái Lan đã bạc nhược như thế nào trong trận đấu đầu tiên trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 30 của mình. Ở lượt đấu tiếp theo thì đội tuyển U22 Thái Lan sẽ gặp Brunei vào lúc 15 giờ ngày 28 tháng 11. Còn U22 Indonesia sẽ đối đầu với Singapore lúc 19 giờ cùng ngày.